Nguyên Đạo xin chào cả nhà, xin chào quý vị đã trở lại bản tin COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp tối ngày 6 tháng 8. Trong ngày 6 tháng 8, toàn tỉnh đã xét nghiệm PCR 2.931 mẫu cho 11.038 người và test nhanh 12.704 mẫu cho 12.704 người. Kết quả khẳng định có 141 ca dương tính, tăng 26 ca so với ngày hôm qua, ngày 5 tháng 8. Cụ thể, trong 141 ca, có 48 ca trong cơ sở cách ly y tế tập trung, 32 ca trong khu vực phong tỏa, 61 ca trong cộng đồng. Như vậy là tăng 29 ca so với ngày hôm qua, ngày 5 tháng 8, phát hiện thông qua test sàng lọc và trong cộng đồng nha cả nhà, nha quý vị. Các ca trong cộng đồng cụ thể như sau. Tại thành phố Sa Đéc thì có 54 ca nha quý vị. Trong đó một ca ngụ ở khóm Tân An, phường An Hòa, một ca ngụ ở khóm 1, hai ca ngụ ở khóm 2, hai ca ngụ ở khóm 3 thuộc địa bàn phường 1, 5 ca ngụ ở khóm 2, phường 2, 11 ca ở khóm 1, 6 ca ngụ ở khóm 2 thuộc địa bàn phường 3, 17 ca ở khóm Tân Mỹ, một ca ngụ ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông nha quý vị, một ca ngụ ở ấp Tân Lập, một ca ngụ ở ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây, 5 ca ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, 1 ca ở ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông nha quý vị. Thành phố Cao Lãnh thì có 3 ca, 1 ca tại ấp Hòa Khánh, xã An Hòa, 1 ca ngụ ở khóm 3, phường 6, 1 ca ngụ ở ấp 2, xã Tân Mỹ. Huyện Châu Thành có 2 ca, 1 ca ngụ ở ấp An Phú, xã An Khánh, 1 ca ngụ ở ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung nha bà con nha quý vị. Và ngoài tỉnh có 1 ca nha quý vị, ngụ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tính đến nay số ca dương tính COVID-19 toàn tỉnh Đồng Tháp là 3.850 ca. Thì hiện có 2.659 ca được đang điều trị. Và số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 162 ca, cộng dồn đến nay đã xuất viện 1.117 ca, số ca tử vong trong ngày là 1 ca, cộng dồn đến nay là 71 ca nha cả nhà. Xin thành kính chia buồn 71 ca, 71 người đã tử vong nha cả nhà. Thì thông tin tiêm vaccine COVID-19 trong ngày thì đã tiêm 4.865 liều vaccine ngừa COVID-19, đạt 109,9% lượng vaccine được cấp trong đợt 5 nha quý vị. Trong ngày 6 tháng 8 thì Sở Y tế thực hiện phân bổ 88.160 trên 122.360 liều vaccine đợt 6 cho các huyện thị thành phố trong tỉnh nha cả nhà nha quý vị. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, nguồn cổng thông tin điện tử Đồng Tháp,